bạn đang bị cái tình trạng là hiếm muộn. Nếu như vậy thì năng lượng có thể giúp. Hiếm muộn thì chúng ta đã có những anh chị em đã thành công trong lĩnh vực này rồi, nhưng mà phải phải coi hiếm muộn trong cái cấp độ nào. Và nếu mà tất cả những cơ phận trong cơ thể còn đầy đủ mà không thể có con được thì cái chuyện này là rất là dễ dàng, và cái sự việc đó là chắc là kỳ sau á, kỳ sau. Như là chú nghe nói những anh chị em trong ban tổ chức là muốn mời cái anh chị đó lên để chia sẻ những cái kết quả của mình và cái niềm vui, cái hạnh phúc này đến với tất cả mọi người. Và cái sự việc này nó rất dễ dàng chứ không phải khó khăn gì hết đó, mà đạt được hiệu quả cao. Và chúng ta năng lực gốc đó có những cái công thức để giúp cho những người hiếm muộn cũng như là giúp cho những người muốn có được cái con thông minh và khỏe mạnh, thì chúng ta đã có công thức hết rồi, có công thức hết rồi. Thành ra anh chị em yên tâm nha. Thì trong thời gian gần tới, những chương trình sắp tới là anh chị em trong ban tổ chức sẽ mời những anh chị em trong lĩnh vực phát triển nông lâm ngư nghiệp và những anh chị em thành công trong cái lĩnh vực là hiếm muộn. Và cái điều mà chú quan trọng đó, quá chú quan tâm đó đó là nếu không may chúng ta, con cái chúng ta mà bị sinh ra trở lại trong một cái thể xác đau bệnh thì anh chị em thấy đau lòng mức độ nào, là chúng ta có tránh được không? Đó, anh chị em suy nghĩ giùm chú đi. Nếu anh chị em thật sự muốn tránh đi những cái sự tổn thương đó, những cái ngữ cảnh đau đớn đó, một người con sinh ra lại phải chịu những cái tổn thương. Đi chú nói là tai nạn thì chú không không tính nha, mà chú nói là những cái dị tật bẩm sinh đó, có tránh được không? Chú chỉ cho anh chị em một cái công thức để anh chị em tái lập trình tất cả những cái DNA trong cơ thể của chúng ta từ cái thời người cha người mẹ để sinh ra một đứa em bé thông minh khỏe mạnh. Bảo đảm anh chị em thành công, không có gì trở ngại hết. Không có gì trở ngại hết. Và đã thành công rồi. Bây giờ chỉ chờ anh chị em tới để đón nhận những công thức này, anh chị em hạnh phúc với chính mình, với gia đình mình và những người xung quanh. Đó là tình thương yêu ở ngoài không gian dành tặng cho nhân loại trong cái thời điểm này, để mọi người có thể hạnh phúc thật sự, hiểu mình đến đây để làm cái gì và mình phải sống sao cho mình hạnh phúc, chính mình hạnh phúc nha. Chứ chưa thấy là có nhiều người là danh vọng có nè, tiền bạc có nè, địa vị có nè, nhưng mà cái thể xác này không ổn, bệnh tật. Rồi nhìn thấy những người thân mình bệnh thật đó, chú bây giờ chú nói anh chị em nghe, một cái vị lãnh đạo lớn nhất trên quả địa cầu này hiện tại đó, đương đại đó, là ông tổng thống là Biden đó, ông đang đang đó, ông đang đang nắm quyền điều hành đó, toàn cầu lớn nhất đó. Là tại sao ông lại, con của ông là bốn mấy tuổi lại phải hy sinh, phải chết vì bệnh tật? Và những người rất là nhiều, những người giàu có phải phải là bỏ cái thể xác này, trong khi họ vẫn tìm đủ mọi phương án hết để duy trì cái sự sống nhưng mà không được. Thì năng lượng gốc là một cái đáp án để trả lời cho tất cả những người có địa vị, những người có tài lực và những người có quyền lực muốn duy trì cái cương vị lãnh đạo của mình, muốn sống để mà hưởng cái gia tài của mình, thì các vị đó sẽ đón nhận cái energy này sớm hay muộn thôi. Vì chú biết những vị đó thông minh lắm, mà toàn cầu, những tài tử Hollywood nè, những nhà tỷ phú toàn cầu nè, rồi tất cả những người giàu có, rồi những người gọi là đang ở trong khắp năm châu, tiền rừng bạc bể nhưng mà sức khỏe không có, nhưng mà muốn học cái năng lượng gốc này để duy trì cái sự sống. Anh chị em nhớ xa xưa khi câu chuyện này trong lịch sử mà của Trung Quốc, có người ông vua là Trần Thủy Hoàng đó, Tần Thủy Hoàng đó, ông đi tìm trường sinh bất lão đó. Nhưng mà rốt cuộc sao, bỏ gần nửa gia tài của ông đi ra để đầu tư về vấn đề nghiên cứu về linh đơn dược, diệu dược để mà duy trì cái sự sống. Nhưng mà ông 49 tuổi ông chào tạm biệt rồi. 49 tuổi. Anh em thấy quá trẻ. Một cái người lãnh đạo tài năng. Và phải nói là ai cũng là nghe danh biết ông hết. Nhưng mà muốn sống duy trì cái cuộc sống cho nó lâu dài hơn, không được. Phải bỏ cuộc. Và biết bao nhiêu những người đang đương đại đang sống nè, họ muốn sống duy trì cuộc sống họ chỉ một năm thôi, 6 tháng 3 tháng thôi là mừng hết biết rồi. Bây giờ năng lượng gốc có cái công thức, nếu anh chị em thực hiện đúng những cái điều chương trình của nền văn minh không gian hướng dẫn,
thì anh chị em kéo dài tuổi thọ dễ dàng. Và công thức này đã minh định và chứng minh cho anh chị em thấy rồi đó. Khi anh chị em bước vào lớp 3, anh chị em có công thức trở lại thời thanh xuân, đó là cái bước đầu tiên mà anh chị em sẽ chuẩn bị để anh chị em bước vào những cái lớp cao hơn, thay đổi cái DNA của mình. Mà nhà khoa học hiện tại là chúng biết đó, ông muốn thay đổi DNA để ông sống được dài hơn, mạnh hơn, nhưng mà không chạm vào đó được đâu, chưa được. Có thể có những công thức cộng trừ dân chia, nhưng mà cái phần đó chưa đủ, phải hỗ trợ năng lượng đầy đủ cho những cái tế bào đó thì nó mới phát huy và mới có một cái hiệu quả để cải thiện vấn đề sức khỏe, khỏe mạnh và vấn đề sống lâu mới được. Còn nếu chưa được là không bao giờ mấy ông nó làm được. Mặc dù khoa học đã nghiên cứu, đã biết được cái yếu tố đó, cái kỹ thuật đó, nhưng mà không được. Cũng như những nhà khoa học tìm những cái gen của những người thông minh để tạo ra một đứa trẻ thông minh, nhưng không được, không hiểu được nguyên tắc đó. Và tất cả những nguyên tắc, những kỹ thuật đó trong NLG đã có hết rồi. Chú đã được nền văn minh không gian gửi cho chú hết rồi. Và chú chia sẻ với anh chị em tất cả những gì chú đã học.